cái app hả chị? Ờ, cái app này trên Facebook mà. Cái gì? Ai ạ? À? Bà đánh quê luôn bà Liên. Đúng rồi, Ni đang ở Khớp nè. Ni đang ở Khớp, ở... Để một trái tim nữa trên mũi đẹp lắm nè. Cái này là cái app của Facebook đó mọi người. Vậy cái đó chờ tòa đi anh ơi, em cũng không biết nữa anh. Lâu 1 mét được 1000 đô, trời ơi, nhà này mà lâu 1 mét 1000 đô hả, cũng ráng bay qua lâu đó. Bà Ly bà ảnh ghê luôn. Vé hơn 1.300 đô. Vé hơn 1.300 đô thì em lau khoảng 1.500 đến 1.600 đô. Em lời được 300 đô được rồi chị. Thì ví dụ chị tính đi vé 1.300 đô thì em lau đến 1.600, 1.700. Chị ơi, chị nói khó gì vậy, không nghe luôn á. Rồi mấy khi em hả? Rồi tôi điều quá vậy trời. Trời ơi, trên app thì bàn tay nó vậy thôi đó chị ơi. Cái gì cũng đẹp. Không, mình nhúng lại like á. Có like không, mình nhúng lại like nha. Vậy là like tay vậy? Tay đuôi. Tôi đây. Chị đừng kêu lên không. Là mấy chị đang nhìn trực diện em á hả? Ừ. Là mắt chị đang sáng luôn. Ừ. Có cận không? Không, chưa có kiếm mà. Thảo, Thảo mình Thảo. Thật thà quá. Anh Thái gọi tên em quỷ tí lúc gì cũng bậy hết trơn. Không có những lúc như vậy thì mọi người lâu lâu thì đi ghé Perth nè, ghé Sydney chơi với mấy chị vui. Còn về Melbourne thì về với xí muội, về nhà của Ni, nhà của em Ni chơi gì đó. Có gì đâu, cuộc sống mà. Còn ví dụ như Ni thích về Việt Nam, ở bên mớm, ở bên mớm. Còn có những việc công, việc gia đình thì Ni đâu có xuất hiện đâu. Trời, Ni điệu á, bữa nay Ni điệu đi làm bánh bánh bèo đó. Mấy bữa lên Ni sơn màu đậm không à. Uống cà phê không em? Trời ơi, tự nhiên cái Facebook đang yên ắng luôn đó mọi người, cái bây giờ nó xuất hiện luôn rồi nè. Facebook đang yên ắng luôn á, cái bây giờ nó xuất hiện lên, cái đó tự nhiên nó rộn ràng lên liền nè. Muối gì vậy, muối gì vậy? Con mèo đó. Đâu được con? Nhiều. Ừ đúng rồi, bà tuổi con này luôn nè. Em kêu mọi người nguyên nhóm nè, mỗi người một con luôn, nhưng mà không chịu để con tôi không chết. Con gái gì mà đâu không vậy trời. Mới cãi chứ. Tại ra đường người ta biết em đi đi chị. Người ta bóng rồi mà còn ngộ nó chết luôn á. Mày đứng im á. Mày đứng im, mày đứng im, mày đứng im tao coi. Mày gầm coi, mày gầm coi. Tại nhiên nè. Mày gầm coi, cái tay kìa. Không, rồi là nhìn cái đứng im mày gầm rồi. Mày gầm tao coi là mày không nói chuyện người ta cũng biết mày bê nữa. Thôi, thí dụ mà chạy lại gầm rồi nè. Còn nếu em không gầm nữa thì là em có chế độ nhúng tự động được nữa. Tự nhiên là em là muốn có chồng liền hay gì? Quét trời. Ở đó có tiếng người. Dạ. Số kê, số kê. Lúc nào cũng vui vẻ mấy chị ơi. Cuộc đời mà sân si gì đi đúng không chị? Bé nè, đúng rồi, bé nè. Giống như một nhóm bạn thân của Ni chưa bao giờ ganh tị với nhau á. Ví dụ chơi với nhau bạn thân thì ở trong nhóm ai mà giàu hơn, ai xinh đẹp hơn, mình mừng cho người đó thôi. Chứ bây giờ mình xấu người ta mà người ta có đẹp hơn mình không có làm gì cũng đâu có đẹp hơn. Còn ví dụ bạn mình giàu thì mình nhìn mới mình phấn đấu, mình vui cho bạn mình chứ chẳng lẽ mình ganh tị. Đó là bạn chơi mới lâu bền á. Ví dụ như chơi thân như vậy mấy chục năm chứ mọi người. Mà được cái gì nè, ví dụ như trong nhóm bạn thân đó đứa nào quen nước ngoài là nó sẽ
À tao hỏi trai hả? Rồi mày nói trai thì tao muốn đổi dần đi. Ở vậy hả mọi người? Xin chào mọi người. Mẹ chơi thân rồi á, dù như quen nước ngoài rồi, thường thường á nó hay nó nói trời ơi sao tụi bay không qua đây mua nhà, tụi bay qua đây không qua đây chơi, không qua đây hả sống gần đi, nhiều khi hẹn hò đi uống cà phê hoặc là đi ăn uống rồi nó vui. Ê, lấy đi, đừng có nhìn cái đồ chôm của người ta đi nha. Cứ phơi phới chưa trẻ. Nghe tin truy nã kiểu gì vậy ta, cứ phơi phới ra vậy. Đi với nó là cười suốt thôi, nó làm đủ trò đó mọi người, nó quậy từ đầu trên xuống đầu dưới. Cô dây cưng như bà ni, tôi muốn một chân lau nhà, lau chén đĩa, muỗng đĩa, thậm chí lau nhà cũng biết luôn miễn được. Cô dây cưng như bà ni thì ai nói với mặt kệ, nay bé Thành mặc quần mặc đầm bầu đẹp. Ê tí nữa kêu, tí nó kêu con thì Thành đây, con trai của Ni đây đây. À, nó nói tí nói là hôm nay bé Thành mặc cái đầm màu đẹp dài, quỷ tí mất dài thì được chứ. Đi qua đây trốn đi đẻ mình cũng bị kêu tên. Ừ. Đi về đi đẻ. Ni cứ việc đi chơi mọi việc để Phương Anh lo, thè 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 hả? Dạ cảm ơn chị. Ủa chị cãi lộn ra hả chị Đào? Chào Võ Việt Văn. Đừng có nói em đi hay là bóng nữa, đến cái nỗi cái bánh mà nó còn làm BD mà chị, huống chi mà em mà chị không cho em BD bóng. Ừ. Bóng với BD đâu có ăn hết của nhà chị đâu mà chị kỳ thị em. Dạ chị Trâm Anh Nguyễn. Em đi qua chỗ xuyên này chị. Em đang ở Pháp này chị. Chị cũng chúc em một ngày vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Chào Thạch Lựu Mộc. Ngồi đây cho nó mát mọi người. Mọi người thấy lạ là hôm nay sao đi nước ngoài mà làm đây á, đi livestream đúng không? Tại vì hôm nay có rất là nhiều anh chị ở tất cả các nơi trên thế giới tụ tập về đây vui lắm mọi người. Tối nay mọi người sẽ thấy là 300 khách đó là từ Anh Quốc nè, từ Na Uy, từ Thụy Sĩ, từ Pháp, từ Đức, tất cả mọi người luôn. Bạn của chị Trang là tụ tập về ăn sinh nhật. Trang Nguyễn rất là lớn luôn. Rất là lớn luôn đó mọi người. Đi chữa lành vui vẻ. Chị không có bị tổn thương đâu. Chị đâu có bị tổn thương đâu mà chữa lành em, vui vẻ mà. Đâu có gì đâu tổn thương em. Chị qua là xa mớm cỡ tháng hơn. Hồi nãy bà mớm bà điện thoại. Ngày nay bà cũng điện thoại. Chị bỏ em nữa hả? Trời ơi. Chị đi tháng chị về. Nói tháng thôi chắc cũng 2-3 tuần à. Cái gì vậy? Trời ơi cái bánh này. Nghe nghe cho có vừa cái hậu chị không? Nè. Vừa luôn á chị. Trời ơi cái em tầm rồi nè. Cái này bánh một mình bẻ chắc ba hả? Trời ơi không có đâu em ơi, cái gì em nói gì thì chắc luôn á.
đường cái này ăn hàng, nó ăn hàng kinh khủng mọi người. Nó nhốt dép ăn suốt luôn mà nó không mập. Bữa chai mới gì đây. Như vậy em lại cho tiền với cái nha. Không ăn rồi bánh gì ạ? Rồi bánh đó hả? Ăn vô là còn kem không mập lắm. Mới coi lai nguội vậy hả chị? Ở đây đi bộ không anh bạn ơi? Mấy chị bạn thân với đi em, chiều về đi không có ni, tụ tập đi không có ni á. Lúc là lúc trước ni hay bận á, nhưng mà mấy chị cũng nên nói là để chị chửi nó không, chị không có chửi gì thôi. Mấy chị cứ lo chuyện gia đình mấy chị, tụ tập đi chơi lúc đó em bận thì em đi, nhưng mà em ok được, có gì đâu mà phải đứng ra bảo vệ mình đâu. Nhiều khi mấy chị đứng ra bảo vệ cái mấy chị vô tình mấy chị bị chửi, mấy chị bị tấn công, có phiền phức nữa. Mình đi giải thích ở đây là bạn bè Ni xung quanh đó, mấy chị em á lúc nào cũng đằng sau, lúc nào cũng bảo vệ Ni hết, cũng muốn thân tiếng hết, nhưng vấn đề Ni không có cho thôi. Chứ không phải nói ủa bạn bè nó đâu, không đứng ra nói cho nó. Hoặc là thậm chí cả Xuyên cũng vậy nữa. Xuyên là hôm bữa Ly Xuyên có nghe thông tin bị đặt á, Xuyên có định lên nói mà Ni cũng không cho nói. Ni kêu là cứ bình thường vui vẻ cuộc sống của mình, mình đâu có nhất thiết lấy cuộc sống của mình, nhìn vào cuộc sống của mình là mình biết mình hơn người ta ở điểm nào rồi. Đó không về cái vấn đề tài sản, cái sự yêu thương của mọi người, ra đường được mọi người yêu thương tôn trọng. Ví dụ cứ 10 người mình bị một người chửi cũng được, mà 9 người yêu thương là được rồi. Đừng có 10 người chửi mà 10 người hết 10 người chửi, hay là 10 người mà có một người thương mình, 9 người chửi, lúc đó mình mới buồn chứ. Mắc mới gì đâu có suy nghĩ đúng không? Gì vậy? 4.000 là nó được nhà đó. Muối gì liền? À cái cục mà bằng cái nhôm hút. Anh ơi, đó rồi trời. Có giấy không? Biết mà đi thi thường xuyên là tao thấy mày vô duyên rồi đó nha. Nha, mày không giống mẹ tí nào luôn á. Quay ra cái ngồi chôm chôm đồ của ta đi nha, quỷ. Cho nên lúc đó mọi người thấy đi á, mua có tóc giả hay sao? Hiếm khi nào phản biện lắm. Kiểu kệ đi, nó nói gì nên nói. Tại vì đi biết, tùy mà YouTube thì cũng có nhiều người
cũng có nhiều cách nhìn nhận khác nhau. Có người thì chà đạp người khác để kiếm tiền, có người thì thích nói sự thật, có người thích bịa chuyện để kiếm tiền. Ủa, thật đơn giản không? Đâu có mình ngăn cản người ta được. Vấn đề là họ chưa nhìn thấy được cái kết cục của họ nhận đó. Mỗi người đều có quyết định của mình mà. Ủa? Ở mấy chụp ai à? Nè trai kìa, trai kìa. Ôi thấy trai nè mọi người đó, thấy trai đó. Trời ơi thấy trai kìa. Người Việt Nam hả? Đó kìa. Kìa. Phải Việt Nam không? Nếu cái lực này không nên đi trai, trai. Nhìn kìa. Tức là sát vừa đó, sát vừa đúng không? Sát vừa không? Trời ơi là trời. Liêm sỉ còn đâu nữa vậy Xuyên? Hả? Ủa, ở đó ai lớn mà đứa đi trước đứa đi sau vậy? Em mất dạy. Hả? Nó đi shopping mà nó nhìn trai không mọi người. Nó liếc ngang liếc dọc. Ken kìa, ken kìa. Đi à? Nói nghe, mua cho tao cái kem đi. Mua cho tao cái kem đi. Một vị thôi con. Vị sầu riêng đi con. Mất dài. Xin dễ thương lắm mọi người. Đi cho nó là vui lắm, nó làm trò được. Hello. Hai đứa lúc nào cũng mặc đồ cặp hết á. Có Ly là có Ly. Có Ly là có Ly. Có Ly là có Ly. Hai chị em mặc nằm mặc đồ cặp hết nha, cho nên mọi người đừng có gu ăn mặc giống nhau. Mọi đừng có hỏi là tại sao ai nói Ly là đầu đàn xó chợ thì chị Ly thì nói sao chị thích cái khóc không cả ăn mặc của em chưa? Tôi lên mặc chung đó. Mặc màu đây nè mọi người, đầu đèn xó chợ hay mặc màu đất này mọi người. Màu nâu đất á, tôi khổ dễ sợ luôn. Trời ơi. Đây. Yes. Cái gì vậy? Trời ơi, cưng quá rồi vậy. Sao? Rồi sao? Ăn rồi sao ăn, rồi sao uống? Chiều nay tính sau chị ơi. Hả? Đó mọi người thấy rồi. À, Xuyên á là ở Úc.
cho nên lúc mà Xuyên thì Ni cứ nói là ở Úc chơi đi, ở Úc lo công việc của Ni đi. Khi mà ra khỏi nước á thì ví dụ như ai bắt show của bắt show cho Duy cho Xuyên á thì Ni hay giống như Ni hay thưởng vui nó đó. Ừ, nếu mà ai bút mày thì ta sẽ tặng cho mày 100 triệu. Thì hồi xưa là giờ vậy mà đâu có gì đâu. Yeah. Bà kia vừa live mà vừa nói chuyện mà vừa ăn luôn. Con nước con nước lo ve là con nước gì trời. Cờ nó đi mọi người, nó thích vậy đó, cứ mỗi lần mà đăng clip vui vẻ đi chơi đi rồi là nó chà đạp vậy đó. Kệ đi, đâu tại vì Ni thấy nó lo công việc cho mình á, nhiều khi thấy em mình nó chăm sóc rồi nó lo lắng rồi cái tình thương đó là tình cảm chị em giống như là ở coi như trong nhà thôi. Giống như Ni khuyến khích nó đi vậy đó, nó đi show nước ngoài á. Mọi người biết rồi, một cái show như vậy đi bay qua nước ngoài, từ Úc mà bay qua Indo đi, hoặc là từ Úc mà bay qua Malaysia, từ Úc bay qua Việt Nam, tiền vé đâu có rẻ đâu. Thì giống như đi khuyến khích em nó vậy đó. Rinh cái sắc lên khi nãy dán tung tăng nha vào bolit này. Gọi chi tội nghiệp tôi mà. Kêu là gì à, không có dám ra đường, ra đường rồi sao, rồi lúc đó nói sao nữa, nói là không có nhà cho nên không có ở nhà, sống sao cho vừa lòng người. Ginny, đây chị nghe chị Liên, Ginny à, nó vô để chặt em, chị gọi tên em đi thì chắc quỷ. Tắc á, tắc á, gặp nó rồi cứ tắc á, tắc á. Mà nó biết tắc là gì á? Ta chạy, ta chạy. Rủ nó qua nhà đi chơi đúng rồi. Đúng không? Nói em đầu đèn xó chợ ai có lại nói gì để kêu khinh nó. Đi qua nhà đi chơi. Xin visa đi qua nhà đi chơi hả? Chị Linh chị cười kìa. Để như quay cho mọi người coi nha. Chỗ nó nhỏ kìm hết nè, lâu chỗ này coi nó nhỏ lắm hết nè, trời ơi. Ai ăn mà cũng coi nè. Lau cái này đi, lau cái cho mẹ coi. Trời ơi. Oh,
cái gì vậy? Tờ cưng quý ông. Tối nay con hát cái gì Thành? Gì? Mà một người anh nhớ đến em đi cúp tình nồng à? Tối nay mày hát gì Xuyên? Tối nay mày hát gì? Ba nến hương trầm. Ba nến hương trầm à? Trời ơi, sinh nhật ba mày hát ba nén hương trầm mày điên hả? Con thích ông, con thích ông mẹ mua gì cho con? Bé cầm nó cái phụ kiện đẹp quá mẹ ơi. Hai con nào? Bé cầm. Ý trời ơi, hơi già với bé cầm. Bé cầm là qua thằng này. Bé cầm là qua thằng này.